mình. Hôm nay mình sẽ thử thách chính bản thân mình ăn mì cay kèm với một chén ớt, với một hũ tương ớt nha. Đây là mì cay thì mình nghĩ là chắc cấp độ 10 ấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt ớt trước nha. Đây, mình đang cắt ớt. Ớt siêu cay. Cái mùi không mà đủ thấy cay rồi. Đây là chén ớt mình vừa mới cắt xong nha các bạn. Mình cũng để lại ba trái. Ba trái mình ăn kèm theo nè. Ba trái ớt mình ăn kèm theo nè. Một hũ tương ớt. Giờ là mình cắt mì nha. Sẽ đổ nước cho nó nóng, cho nó nở cái mì ra nha các bạn. Một chút thôi. Một ít như thế này thôi nè, để cho nó nở cái mì ra. Trong gói mì cay, trong gói này, với siêu cay mì cay này, người ta cho mình thêm kèm ba gói, một gói hành, một gói nước sốt, súp sạch cho các bạn. Có một gói đây là gói ớt bột. Các bạn thấy chữ ớt không? Đấy. Mình sẽ cho mì nở một chút. Mình sẽ để mì nở một chút nha. Mì đã tạm nở rồi các bạn. Các bạn có thấy khó không nhỉ? Khó gì luôn. Bây giờ mình sẽ đổ rau vào. Tùy theo mỗi người ăn nha, mình ăn theo cách của mình. Đã ớt bột này các bạn. Đây là nước súp. Mình sẽ đổ ớt bột, ớt trái vào nha. Đây, tất cả ớt trái các bạn. Kèm theo đó là ớt tương. Đây là tô mì thần thánh nha các bạn. Wow.
là ngon. Đây là tô mì mình vừa mới làm xong nha các bạn, nhìn nó hấp dẫn quá à. Không cưỡng lại được. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Chọn đều. Ồ, các bạn có thấy khói không nhỉ? Khói nghi ngút. Không có cách ăn của mình ấy. Mình sẽ làm một muỗng ớt trước như thế này. Xong mình bỏ một ít mì vào. Trong tiếu nước thổi. Mời các bạn. Sai lầm. Mì này khá ngon. Cộng với ăn. Các bạn nhớ mua mì siêu cay nha. Mình vừa mới lấy một ít giấy. Tiếp tục. Nước đỏ. Thoại hệ nước khá là đỏ. Mời nha các bạn. Ớt này mình phải rửa sạch trước khi cắt nha. Cắt và ăn nha. Ăn cay ấy, thì mới cảm thấy được là nó ngon như thế nào. Nó khá là ngon. Mì này. Mì này có 3 vị. Bò, gà và bạch tuộc. Gà thì có phô mai. Ăn xào, ăn nước đều ngon. Nhưng mà mình vẫn thích ăn bò hơn.
cay á, mà có ớt như thế này á, các bạn ăn chậm thôi, ăn chậm nó sẽ bị sặc.